Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Chủ nhật, ngày 4 tháng 8 năm 2024, Chủ nhật thứ 18 mùa thường niên, năm Phụng vụ B, ý lễ Đức Kitô là bánh ban sự sống. Các ngày lễ trong tuần này gồm có: thứ ba, ngày 6 tháng 8, lễ Chúa Giêsu hiển dung, lễ kính; thứ năm, ngày 8 tháng 8, Thánh Đa Minh, linh mục, lễ nhớ; thứ bảy, ngày 10 tháng 8, Thánh Lorenzo, tiến sĩ tử đạo, lễ kính. Trong thánh lễ hôm nay, xin quý ông bà và anh chị em cùng hiệp ý với linh mục chủ tế cầu nguyện cho các ý chỉ sau. Xin cầu cho các linh hồn mới qua đời, linh hồn Đức Cha Gioan Bautista Bùi Tuần, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Long Xuyên, Việt Nam; linh hồn linh mục Giuse Maria Trần Thái Hiến, vị sáng lập tu hội Sống Thánh Thể, Việt Nam; linh hồn sơ Midori Shino, ân nhân người Việt tị nạn tại Nhật; linh hồn Giuse Phạm Quốc Thắng tại Brisbane; linh hồn Maria Trần Thị Hằng tại Việt Nam; linh hồn Maria Gioan Bautista Nguyễn Thị Năm tại Mỹ. Lễ dỗ 49 ngày, xin cầu cho linh hồn Từ Văn Phùng. Các lễ dỗ và cầu hồn khác: linh hồn linh mục Đa Minh Vũ Bội Quỳnh, linh hồn linh mục Giuse Phạm Văn Thăng, linh hồn linh mục Luca Nguyễn Thanh Bình, linh hồn Maria Ngô Thị Thản, linh hồn Maria Nguyễn Hữu Kim Hạnh, linh hồn Maria Trần Thị Kim Vân, linh hồn Anna Nguyễn Thị Hương, linh hồn Vincent Vũ Văn Hảo, linh hồn Maria Đặng Thị Hường, linh hồn Maria Lê Thị Ngọc, linh hồn Gioan Bautista Bùi Văn Phát, linh hồn Lucia Nguyễn Thị Hai, linh hồn Anton Mai Trân Châu, linh hồn Maria Đặng Thị Tuyết, linh hồn Vincent Mai Vũ Dũng, linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Hương, linh hồn Phêrô Bùi Hữu Thuận, linh hồn Phêrô Trần Khải Hồng, linh hồn Anton Mai Đông Hải, linh hồn Gioan Bautista Ngô Văn Đạt, linh hồn Đa Minh Nguyễn Tâm, linh hồn Madalena Tống Thị Phụng, linh hồn Luca Hoàng Lộc, linh hồn Gioan Bautista Nguyễn Văn Dương, linh hồn Maria Vũ Thị Lộc, linh hồn Thomas Nguyễn Thanh Hà, linh hồn Anna Nguyễn Thị Thanh Hằng, linh hồn Teresa Nguyễn Thị Thanh Hồng, linh hồn Teresa Nguyễn Thị Lan Phương, linh hồn Paulo Mai Văn Thành, linh hồn Lê Hữu Diễn, linh hồn Nguyễn Thị Mai Lan, linh hồn Lê Hồng Hải, linh hồn Trần Trung Nguyên, linh hồn Nguyễn Văn Lợi, linh hồn Giuse Nguyễn Hữu Hùng Cường, linh hồn Maria Nguyễn Thị Hồng, linh hồn Nguyễn Tuân, linh hồn Hà Huy Quang, linh hồn Thân Trọng Hưng, linh hồn Nguyễn Thị Kim Còn, linh hồn Bùi Lê Ngọc Anh, linh hồn Anton Võ Duy Dương, linh hồn Maria Lê Thị Phước, linh hồn Gioan Bautista Nguyễn Ngọc Tuấn, linh hồn Nguyễn Văn Lia, linh hồn Nguyễn Thị Lia, linh hồn Lương Tròn, linh hồn Lương Thị Tròn, linh hồn Lương Đạt, linh hồn Lương Thị Đạt, linh hồn Đào Sang Châu, linh hồn Giuse Trần Như Dương, linh hồn Lucia Phạm Thị Phượng, linh hồn Đa Minh Vũ Khắc Kiểm, linh hồn Maria Đinh Thị Chuyến, linh hồn Trần Văn Lượng, linh hồn Maria Trần Thị Thích, linh hồn Giuse Trần Hữu Cần, linh hồn Maria Vũ Thị Nhung, linh hồn Augustino Hoàng Mai Hồ, linh hồn Đa Minh Vũ Tấn Thành, linh hồn Maria Phạm Thị Tuyết Trinh, linh hồn Đa Minh Vũ Khắc Thu, linh hồn Anna Vũ Thị Ngoan, linh hồn Banaba Trần Ngọc Vinh, linh hồn Giuse Phạm Đình Phúc, linh hồn Giuse Lê Đình Phúc, linh hồn
hồn Anna Nguyễn Thị Tuyết Mai, linh hồn Anna Phạm Thị Ngân, linh hồn Anna Nguyễn Thị Huệ, linh hồn Maria Lương Thị Sĩ, linh hồn Paulo Lê Văn Thơ, linh hồn Anastasia Lương Thị Đền, linh hồn Micael Phạm Kim Quới, linh hồn Anna Nguyễn Thị Đừng, linh hồn Maria Nguyễn Thị Huệ, linh hồn Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng, linh hồn Đa Minh Nguyễn Thanh Long, linh hồn Giuse Vũ Văn Di, hai linh hồn Teresa, một linh hồn Corey, bốn gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn tiên nhân nội ngoại, bốn gia đình xin cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, một gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi. Các ý lễ khác, năm gia đình xin ơn bình an, bốn gia đình xin lễ tạ ơn, bốn gia đình xin ơn như ý, một gia đình xin ơn hoán cải, một gia đình xin cho công ăn việc làm được thuận lợi, một gia đình xin ơn chữa lành bệnh ung thư, một gia đình xin ơn chữa lành cho Gioan Bautista Bùi Hữu Châu, Maria Mai Kim Hoa, Marta Nguyễn Thị Úc, Maria Bùi Yến Vi, Maria Bùi Thanh Trúc, Maria Trần Thị Kim Thoa, Teresa Nguyễn Thị Huệ, Elizabeth Nguyễn Thị Thảo, Maria Mai Yến Ngọc. Một gia đình xin cho vợ và các con có đức tin vững mạnh. Một gia đình xin cho người thân ơn chữa lành bệnh đau lưng và tiểu đường. Một gia đình xin cho gia đình hạnh phúc và công việc được thuận lợi. Xin ơn hòa bình cho thế giới, đặc biệt tại Đất Thánh. Nơi nhà Chúa đón con về đây ẩn đường, như lữ khách trở lại tổ ấm quê hương. Nơi nhà Chúa con sống trong tình thương, từng nỗi vui nỗi buồn được Cha cảm thông. Ca tụng Chúa là Cha chi nhân, đến với Chúa chiên lành, đến trong nguồn an bình, hồn con luôn được sống hạnh phúc lâu bền. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin được kính chào ông bà anh chị em khắp nơi trên thế giới này đang hiệp thông trong thánh lễ ngày hôm nay. Chúng ta bước vào Chủ nhật thứ 18 quanh năm, và đặc biệt lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta: chính Chúa là thánh thể, chính Chúa là cụ ăn cụ uống thiêng liêng cho chúng ta mỗi lần chúng ta quy tụ, hoặc giáo hội quy tụ lại để cử hành nghi thức bẻ bánh, chúng ta thể hiện lại lời của Đức Kitô: hãy làm việc này để nhớ đến ta. Và chính qua cái bí tích yêu thương này, Chúa đã trở thành hiện thân để ở lại với chúng ta, hòa nhập lên một với chúng ta, để chúng ta cũng được hòa nhập lên một với Thiên Chúa. Nên trong tâm tình đặc biệt ngày hôm nay, chúng ta cảm tạ Chúa vì của ăn của uống thiêng liêng này, và chúng ta cũng xin Chúa nhớ tới tất cả những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta mà ông bà anh chị em gửi về để hiệp thông trong thánh lễ này, cũng như những ý chỉ cầu xin sự bình an và phước lành của Chúa trong cuộc sống. Giờ đây cùng với lời kinh thương xót, chúng ta hát kinh thương xót để xin Chúa thứ tha khiêm khuyết lỗi lầm của chúng ta. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót.
vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng tôi cầu nguyện. Lạy Chúa, trước chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn. Xin Chúa hằng đổ tình thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới giữ gìn mọi loài Chúa đã dựng nên cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách xuất hành. Hồi ấy, trong sa mạc, toàn thể cộng đồng con cái Israel kêu trách ông Môi-se và ông A-ha-rôn. Con cái Israel nói với các ông: phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây. Đức Chúa phán với ông Môi-se: này, ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó. Ta muốn thử lòng chúng như vậy, xem chúng có tuân theo luật của ta hay không. Ta đã nghe tiếng con cái Israel kêu trách. Vậy, ngươi hãy bảo chúng rằng, vào buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng, các ngươi sẽ được ăn bánh thỏa thuê. Và các ngươi sẽ biết rằng, ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Thật vậy, buổi chiều, chim cút bay đến rợp cả trại, và buổi sáng thì có lớp sương phủ bao quanh trại. Rồi khi sương tan đi, thì trên mặt hoang địa có một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như sương muối phủ mặt đất. Khi con cái Strand thấy thế, họ liền hỏi nhau: Manhu, nghĩa là cái gì đây? Vì họ không biết đó là cái gì. Ông Môi-se bảo họ:
đó là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của ăn. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Đáp ca xin cộng đoàn cùng hát. Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, vậy đây là điều tôi nói với anh em, và có Chúa chứng giám, tôi khuyên anh em đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. Còn anh em đã chẳng học biết về Đức Kitô như vậy đâu. Ấy là nếu anh em đã được nghe nói về Đức Giêsu và được dạy dỗ theo tinh thần của Người, đúng như sự thật ở nơi Đức Giêsu. Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối. Anh em phải để thần tri khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để thật sự sống công chính và thánh thiện. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa.
nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mỗi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Hallelujah, 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 hallelujah. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn, đem lại hạnh phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện được những việc của Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc mà Thiên Chúa muốn các ông làm là tin vào Đấng Người đã sai đến." Họ lại hỏi: "Vậy chính ông làm được dấu lạ gì để cho chúng tôi thấy mà tin ông? Ông đã làm gì đây?" "Tổ tiên chúng tôi đã ăn mana trong sa mạc, như đã có lời chép, Người đã cho họ ăn bánh bởi trời." Đức Giêsu đáp: "Thật tôi bảo thật các ông, không phải ông Môi-se đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi sẽ không bao giờ bị đói." Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa ông bà anh chị em, lời của Chúa ngày hôm nay như gói trọn một cái hành trình về quê hương đích thực. Mà trên cái con đường hành trình đó, chúng ta cần phải có bánh bởi trời, bánh mà chính Đức Giêsu Kitô trở thành của ăn của uống thiêng liêng cho chúng ta. Đọc một ngày hôm nay trích từ sách Xuất Hành, nhắc nhở lại cho chúng ta cái biến cố của một hành trình từ nô lệ Ai Cập trở vào đất hứa, được lãnh đạo do Môi-se. Chúng ta nhớ lại câu chuyện mà Giu-se bị bán qua Ai Cập, sau này ông ta trở thành một tể tướng và trở thành người mà coi kho lẫm cho vua Pharaon ở bên Ai Cập. Và khi nạn đói 7 năm liên tục, những người Do Thái cũng phải chạy qua bên Ai Cập để mua thức ăn của uống cho cuộc sống trần thế của mình. Vì vậy nên là Giuse đã nói với các anh của mình: "Hãy đưa cha già và tất cả qua Ai Cập." Và Giuse đã bao bọc và giúp cho họ có của ăn của uống. Sau này dân Do Thái đã bành trướng lên, và sau 400 năm sinh sống ở bên Ai Cập, vua Ai Cập rất biết ơn Giuse, cũng đã nâng đỡ cái dân tộc Do Thái. Nhưng sau này những vị vua kế tục lên, họ đã không còn nhớ tới công ơn của Giuse, cho nên họ bắt dân Do Thái làm nô lệ, phải xây các kim tự tháp, xây đền đài cho vua chúa, vân vân. Cho nên là dân chúng bị khổ đầy, bị đánh đập, bị khổ sai, bị hành hạ, cho nên đã
kêu thấu tới tai của Gia-vê, và Gia-vê Thiên Chúa đã thương đến cái dân tộc này mà sai, mà tuyển chọn Mô-sê trở thành những người lãnh đạo để đưa dân ra khỏi cái ách thống trị nô lệ bên Ai Cập. Được giải phóng như vậy thì tôi nghĩ rằng dân chúng phải vui mừng và phấn khởi. Thực sự họ cũng đã vui mừng phấn khởi đi ra khỏi đất Ai Cập. Nhưng mà rồi trong thời gian đi qua sa mạc, họ đã nuối tiếc tất cả những cái ngày mà họ được bên nồi cơm, bên mâm thịt ở đất nước Do Thái, mặc dầu bị Ai Cập. Cho nên họ đã ta thán Môi-se, những người lãnh đạo của Môi-se, là các ông đưa chúng tôi vào sa mạc để chết đói ở đây. Thà rằng để chúng tôi ở Ai Cập, mặc dầu có nô lệ đi nữa, nhưng mà chúng tôi được no nê với cơm ăn và đặc biệt với thịt cá vân vân. Và cái tiếng ta thán đó, Môi-se đã thân thưa với Chúa, và Chúa đã thể hiện một cái sự kiện rất là lạ lùng. Đó là mưa manna, mưa bánh bởi trời xuống cho họ ăn. Rồi khi họ thèm thịt thì buổi chiều có chim cút xà xuống để nuôi dân. Vì vậy mà dân Do Thái vẫn chưa tìm kiếm được cái hạnh phúc. Cho nên họ, khi mà Môi-se lên để gặp Chúa ở trên núi cao, khi mà Chúa mời gọi Môi-se lên để lãnh nhận cái thập giới, thì dân chúng đã thu góp tiền bạc, và đặc biệt là vàng bạc châu báu, để đúc thành con bò, để thờ lại con bò, vân vân. Cho nên rằng Chúa lại trách phạt họ, và đồng thời Chúa cũng vẫn luôn luôn nhớ tới cái giao ước, thương cái dân tộc này. Cho nên Chúa đã cho Môi-se lập làm con rắn đồng treo ở sa mạc, là hình ảnh của Đức Kitô sau này đến để mà nâng họ lên khỏi cái cuộc sống tội lỗi, cuộc sống của trần thế này, để được hưởng cái hạnh phúc quê trời vĩnh cửu. Cho nên là bài phúc âm ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã cắt nghĩa cho những người Do Thái. Bởi vì sau khi những cái biến cố Chúa chữa lành, Chúa biến bánh trở thành nhiều để nuôi cho 5.000 người dân vân vân, thì dân chúng tiếp tục theo Chúa. Và Chúa Giêsu đã đối đáp với họ: các ngươi theo ta không phải vì đã xem thấy các cái dấu lạ ta làm, nhưng mà vì các ngươi muốn được ăn bánh. Và Chúa đã mặc khải một cái bánh mà đem lại cái trường sinh cho cuộc sống nhân thế của những người Do Thái. Và họ đã năn nỉ Chúa: xin cho chúng tôi cái bánh đó để chúng tôi sống trường sinh, để chúng tôi không cần phải đi lao động nơi này nơi kia để kiếm cờ của ăn và áo mặc trần thế này. Và Chúa đã vén mở một cái mặc khải chính Ngài là của ăn của ứng thiêng liêng từ trời xuống để nuôi dân chúng và nuôi nấng chúng ta. Bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô trong cái lá thơ của Ngài đã tóm lại và diễn tả thánh thể của Chúa nơi bàn tiệc thánh thể. Trong cuộc sống trần thế này, đặc biệt là có chúng ta cũng biết mẫu gương của Tổng Giám mục Phun Tông Sinh. Ngài là một vị giám mục rất là tài ba và lỗi lạc, nhưng mà Ngài đặc biệt có cái lòng tôn sùng thánh thể một cách rất là đặc biệt. Mỗi một ngày, Ngài thường qua hàng tiếng đồng hồ để chầu thánh thể Chúa, và người ta đã phỏng vấn Ngài cái nguồn mạch nào mà đã giúp Ngài có một cái lòng tôn kính thánh thể như vậy. Có phải từ mẫu gương của các Đức Thánh Cha hoặc là các vị thánh không? Đức Hồng Y Phun Tông Sinh đã trả lời: không phải do những mẫu gương của các đức giáo hoàng, của các vị thánh, mà mẫu gương từ một cô bé người Trung Quốc. Khi Trung Quốc vào trong một thánh đường, họ phá hủy cái thánh đường đó, và đặc biệt là họ
đổ tung thánh thể ra. Và cha xứ có kể lại cái câu chuyện này, ngài rất nhớ rất là rõ, trong nhà tạm còn 32 bánh thánh nhỏ bé, nhưng mà lính Trung Quốc họ đã đổ thánh thể xuống sàn, rồi họ lấy đi những cái chén vàng, chén bạc vân vân. Thì trong lúc đó, trong nhà thờ có một cô bé 11, 12 tuổi đang trốn ở trong một cái góc và đã chứng kiến tất cả những cái sự kiện đó. Cho nên là sau khi mà lính Trung Quốc bỏ đi, người ta chỉ để lại một người gác lại cái nhà thờ đó, thì cô bé này cứ ra để thờ lại thánh thể Chúa. Và mỗi một ngày cô rước lấy một mình thánh. Sau cả tháng trời như vậy, tới cái ngày cuối cùng khi cô rước thánh thể Chúa, thì khi mà đi ra khỏi nhà thờ giống như những lần trước một cách êm ái, thì lần này vô tình gây ra một cái tiếng động và cô đã bị bắt. Nhưng cái mẫu gương của cô đã để lại cho Đức Hồng Y Phun Tông Xin một cái dấu ấn mà ngài phải trân quý cái cô bé này, và ngài quyết tâm mỗi một ngày ngài phải bắt chước cái cô bé này để thờ lại thánh thể Chúa. Vì đó là cái mẫu gương của Đức Hồng Y Phun Tông Xin. Rồi chúng ta cũng nhớ tới một vị đại đế mà rất là nổi danh của thế giới trong cái thời đại thế chiến, trong những cái thế kỷ thứ 11, 19, đó là đại đế Napoleon. Khi người ta hỏi, khi ông đã chiến thắng hầu như gần hết thế giới và đang ở trong cái trận chiến ở bên Liên Xô, thì người ta phỏng vấn đại đế Napoleon, cái kỷ niệm nào mà đẹp nhất trong đời của hoàng đế? Người ta nghĩ rằng, người ta cứ tưởng rằng khi ông sẽ nói tới cái cuộc chiến thắng nơi này, nơi khác. Nhưng không, đại đế Napoleon đã nói một trong những kỷ niệm đẹp nhất của đời tôi. Đó là tôi nhớ ngày mà tôi được rước Chúa lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Và đại đế nhớ mãi cái điều đó. Cuộc sống của mỗi người trong chúng ta, chắc chắn chúng ta cũng có rất nhiều cái kỷ niệm, chúng ta cũng có rất nhiều cái niềm vui. Nhưng sâu thẳm tôi vẫn nghĩ là niềm vui khi được rước Chúa, niềm vui khi Đức Kitô hòa nhập trong chúng ta và nâng đỡ cuộc đời của chúng ta. Bởi vì cái khát vọng của con người chúng ta không phải khát vọng của hạnh phúc trần thế này mà thôi, mà cái hạnh phúc viên mãn ở trên nước trời. Mà chắc chắn thánh thể là của ăn của uống thiêng liêng để giúp chúng ta có đủ sức để tiến đạt cái hạnh phúc quê hương vĩnh cửu trên nước trời. Cho nên ngày hôm nay khi tham dự thánh lễ này, khi chúng ta rước Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa về cái của ăn của uống thiêng liêng, một cái hồng ân vô giá mà Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đã để lại cho chúng ta, mà chúng ta được hạnh phúc tiếp rước, hạnh phúc tiếp nhận Chúa. Cũng như mỗi lần chúng ta gặp những cái trở ngại của cuộc đời, chúng ta hãy nhớ rằng cái cùng đích và cái của ăn thiêng liêng mà chúng ta cần phải chạy đến, đó là thánh thể của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Bây giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên để tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha.
nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đã trao tặng chính Con một yêu dấu của Người làm bánh ban sự sống cho nhân loại. Cộng đoàn chúng ta hãy thành tâm cảm tạ Chúa và tin tưởng dâng lên lời cầu xin. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta chẳng khát bao giờ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn quan tâm, chăm sóc đoàn chiên của Chúa bằng lương thực thần linh, qua việc cử hành và cổ vũ lòng sùng kính bí tích thánh thể. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Giê-xu nói, các ngươi hãy tin vào Đấng Thiên Chúa sai đến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các dân tộc và quốc gia chưa đón nhận hay có thành kiến với niềm tin Kitô giáo, biết khao khát tìm kiếm chân lý và mở lòng trước tin mừng cứu độ mà Chúa Giê-xu loan báo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy ra công làm việc vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang chạy theo lối sống hưởng thụ vật chất, biết trân trọng và quan tâm đến những nhu cầu thiêng liêng, giúp họ tìm thấy hạnh phúc đích thực và trường tồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy lột bỏ con người cũ và trở nên mới trong lòng trí anh em. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta khi siêng năng tham dự thánh lễ và sốt sáng rước Chúa, được ơn thánh biến đổi trở nên những con người mới trong đời sống chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng là nguồn mạch sự sống đời đời, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và rộng ban ân lành giúp chúng con biết nhiệt tâm phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại, hầu đáng được thông phần sự sống Chúa ban qua Đức Giê-xu Ki-tô, Người hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Chúa
trở thành lễ hy sinh. Như giọt nước hòa tan trong chén thánh, xin cho con được kết hiệp với người. Dâng lên Chúa rượu bánh thơm sẽ trở thành mình máu Chúa. Dâng lên Chúa hồn xác con để trở thành lễ hy sinh. Anh chị em hãy cầu nguyện đến lễ vật của chúng ta. Đưa tin Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thánh hoa và chấp nhân của lễ là biểu hiện lễ thiêng liêng của giáo hội. Xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chi ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lưỡng từ bi Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con. Để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những hồng ân Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì lạy Chúa cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giáo và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì
vai lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phong sư Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các giám mục giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại. Đặc biệt chúng con cầu nguyện cho các ý chỉ của Thánh lễ ngày hôm nay, những người thân yêu đã ra đi trước chúng con. Xin cho tất cả cùng với các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin ban cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Giờ đây trong tâm tình cảm tạ và tri ân và khẩn cầu với Cha chúng ta ở trên trời như Đức Kitô dạy, chúng ta cùng nâng đôi tay để đọc kinh lạy Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Cha, xin giải cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã trối lại cho các tông đồ Thầy để lại bình an cho chúng con. Thầy ban phúc bình an của Thầy cho chúng con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho giáo hội, quê hương thân yêu chúng con, cho các gia đình xin lễ bình an và tạ ơn ngày hôm nay được mọi sự hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Và chúng ta trao chúc bình an của Đức Kitô cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, hạnh phúc thay chúng ta những người được mời gọi đến dự tiệc Chiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngữ bao nhạc con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy
Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể. Con yêu Chúa trên hết mọi sự và con ao ước được rước Chúa vào lòng con. Bởi vì giờ đây con không thể rước Chúa qua bí tích thánh thể. Xin hãy đến ngự trong tim con cách thiêng liêng. Xin cho con ôm lấy Chúa vào lòng con như Chúa đã ở trong con và hoàn toàn kết hợp với con. Xin đừng bao giờ để con tách rời khỏi Chúa. Amen. Chúng ta cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con. Xin tiếp tục chở che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phước lành và lại trên anh chị em luôn mãi. Amen. Trước khi kết thúc thánh lễ, xin được cảm ơn Thầy và tất cả các anh chị, đặc biệt các đoàn nhỏ bé đã hy sinh nhiều thời giờ để tập các bài ca cho các thánh lễ Việt Catholic. Và cũng cảm ơn quý vị, có thỉnh thoảng cũng có những quý vị nhớ tới nhóm thực hành Việt Catholic, thánh lễ Việt Catholic để gửi một chút quà đến cho chúng tôi như những sự khích lệ, nên nhân dịp này cũng cảm ơn quý vị và cảm ơn Thầy và nhóm thực hiện này. Chúng ta hãy chúc tụng Chúa và ước mong Thánh Thể Chúa luôn luôn là của ăn sức mạnh cho cuộc đời của chúng ta. Lễ xong, chúc anh chị em ra về bình an. Tạ ơn Chúa. Con trong cõi ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiển vinh sáng lang. Hằng chớ chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy ra thánh trai tìm Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trai tìm cực thánh cực tịnh ra thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể tham dự các thánh lễ ngày Chủ nhật và lễ trọng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.